bỏ qua tình yêu, bây giờ là đối tác ở trên tình bàn. Nhưng mà hồi nãy là do nhìn em bằng cặp mắt rất là dễ thương. Là sao thì cặp mắt của nó lé mà dễ thương vậy? Mắt nó dễ thương chị nói sợ tôi đúng không? Trời, nó bưng cái gì chi nó giỡn mới đâu mà nó dễ thương. Chị, em không cho anh chưa cho hồng lé đâu nghe. Ây. Thôi được rồi, mình đâu có buồn ngủ đâu. Bắt cóc gì? Ai dễ bắt cóc? Nhưng mà sợ nhất là mấy đứa con gái. Hồi nãy mấy đứa con gái nó bu vô em thấy không? Không, nhưng mà mình không có thích con gái. Mà nãy nhỏ đó nó bu vô, sợ nổi da gà luôn. Mấy bạn ơi, cảm ơn mấy bạn ủng hộ cho Lan Quế Vừa nha. Có mấy bạn có vô comment thì comment cho mình với BB nha. Mấy anh chị ơi, chúc mấy anh chị một buổi tối vui vẻ nha. Ăn thật là ngon miệng nha. Nhớ là comment cho em với BB nha. Múa lên. Ôi, anh này. Anh nữa à, tối anh công chị nữa à. Múa lên. Tối anh công chị nữa à, dù phải thôi. Mà có được một người vợ giống như Gia Hân á, thì người đó quá là hạnh phúc rồi. Gia Hân vừa giỏi, vừa siêng, vừa chịu khó. Anh lại vừa vừa... Ủa, ai có người vợ chứ Gia Hân sướng, ai có người vợ chứ con mua không sướng hả? Ủa, tôi cũng giỏi với Gia Hân vậy vợ. Nhưng mà Gia Hân chịu khó hơn chị ơi. Trời ơi. Bây giờ tôi... Đi đi. Nhưng mà Gia Hân là con người chịu khó. À, luôn luôn là siêng năng, cầm cù, ai dễ thương, đi đâu ai cũng mến á. Ủa sao nói chuyện với Hân rồi giờ mới biết cây không vậy? Ở đây nè. Thôi em không dám nhìn cho Hân. Có con dâu là nghĩ em yêu cho Hân không? Không có đâu rồi, BB đâu rồi. Có rồi, bây giờ là không còn tình yêu, bây giờ là đối tác ở trên tình bàn. Nhưng mà hồi nãy là cho Hân nhìn em bằng cặp mắt rất là dễ thương. Là sao thì cặp mắt của nó lé mà dễ thương vậy? Mắt nó dễ thương chị nói sợ tôi đúng không? Trời, nó bưng cái gì chi nó giỡn mới đâu mà nó dễ thương. Chị, em không cho chị Thu Vân đụng chạm tới Gia Hân. Ôi trời ơi, người nào kêu Gia Hân bằng lé là em sẽ giận người đó luôn. Trời trời ơi, vậy Gia Hân không có lé. Gia Hân mắt thẳng. Gia Hân rất là dễ thương. Với ai cũng vậy, nhưng mà với Qua lúc nào Gia Hân cũng dễ thương. Đúng rồi. Bà Qua cũng dễ thương. Không, nhưng mà Gia Hân là dễ thương nhất, nhiều khó nhất. Ai mà có quán mà có người có người mà phụ giúp cho chị Thu Vân vậy à, rất là hạnh phúc rồi. Giờ làm thơ đặt ra không đi. Buồn buồn ngồi xếp lá me, xếp thành bốn chữ yêu hơn trọn đời. Hỏi tim hoài. Có trái tim bữa giờ hỏi cho 17 con bên đây á. Nhất là chị á, chị nói em yêu chị Minh Tuyết nha. Em giận luôn. Không biết, nhưng mà chị nói em không buồn buồn lắm. Chị nói là nít ảo. Em là chỉ có hai người thôi. Đó là Gia Hân với BB thôi. Mày có mấy bạn. Về nha. 10 giờ mấy rồi, giờ đi tìm. Ủa, anh muốn ở đây chơi với Gia Hân chút xíu được không? Được rồi, anh về đi để em dọn. Anh chưa muốn về. Ủa BB đâu rồi? Anh quá. Ngày mai mọi người sẽ thấy video cực đứng một không.
Ông tài chú với buồn cũng mong nha. Trời ơi, gì đúng đỡ đúng đỡ như vậy. Bệnh như ai? Xe kêu bá kìa. Bá kìa. Bá đùa với anh vô. Bá kìa, bá kìa. Bá lấy xe đạp bá đùa với anh này đi qua. Em xin đính tính lại nha. Cái gì vậy? Quen vô lửa quá. Bây giờ nè, bây giờ nè. Cho mọi người nghe. Đích tiền chứ đích trẻ nè. Đó, đó. Đích tiền chứ đích trẻ nè. Dỗ rồi. Chính lụa, chính lụa. Đó. Quay qua nè. Trẻ bé nhát rồi thấy không? Nghe dạ, dạ. Không? Ủa, không phải đâu vậy, bữa nay em đặt cái quần đụng em không quần của em, cái quần đùi. Quần của em đó kìa. Ừ, xe của người ta. Biết rồi. Cái quần đụng bông dưới rồi, xong rồi chạy đuôi xe mở rộng pha lấy xe đuôi với ngoài đi. Quần nó hơi dày thôi mọi người, chứ không phải là quần đụng. Ngày mai là, nhưng mà ngày mai là chắc là chị cái gì chị với Nhung, ngày mai chắc là chị đẹp lắm đúng không? Không chịu đẹp đâu, có người đẹp không? Nhưng mà chị đẹp em đẹp không trời? Ừ, ngày mai là chị sẽ thấy em có một bộ đó con gái thật dài. Dạ, ok. Mà bộ cấp nó dài cái đâu, cái chân không qua? Cái chân không? Dạ, ngán luôn, trời. Chặt rồi, xong hết rồi. Hoa có đi dạy câu gót không? Có chứ không có, có sẵn hết rồi luôn. Ngày mai á là chị Thu Vương nói rồi, sẽ trang điểm cho tôi, sẽ make up cho tôi. Để tao sáng. Ngày mai là tôi sẽ tao sáng trên mọi người. Rồi, mới khoảng nha, để nhảy nè. Để động trước, trước giờ gờ nè. Đó lộn mèo đi Khoa. Vui. Đừng có vui quá chứ thôi. Vui tôi, thôi, đừng vui quá. Tối nó về không ngủ được luôn. Vui quá là cười là rớt răng, che rồi qua. À, để quên. Yeah. Anh chị chào Khoa. Chị ơi, chị hai chị hỏi một chút xíu à. Dạ em nghe nói chị hai có chỗ làm răng đẹp không? Dạ. Làm răng gì? Làm răng thiên thiên sướng gì á. Ở bên Vũng Đạo á. Chị hai vẫn đang đi đâu? Để em đưa đưa tiền cho chị hai. Ồ chị không biết đâu, bây giờ chị đưa địa chỉ cho em để đặng em nói. Ủa nhưng mà em thấy ai đi thì chị cũng dẫn đi mà. Đâu có gì đâu dẫn đi đâu, chị chỉ qua mà. Chị bay đi show mà, như sáng có đi show không? Có rồi. Chị ôm chứ chị dẫn chị Minh Tiết đi, em có coi clip đó luôn. Sao chị Minh Tiết là gì? Chị Minh Tiết là cái anh làm răng nó biết chị Minh Tiết luôn. Chứ chị đâu có quyền gì mà dẫn người mình đi. Thì dạ. Có gì chị nói với giùm Khoan tiếng cho ha. Rồi, rồi. Giờ Khoan đi về ngủ đi, 10 giờ mấy 11 giờ rồi. Nha. Nha Khoa. Ngủ. Không có độ háo, ý là chị nó chị khuyên chị sợ chị khuyên là đuổi rồi đổi thấy chưa, chị tốt với em cứ nghĩ xấu về người ta, bụng em lúc nào cũng xấu xa cũng suy nghĩ chị vậy đó. Chị đang ăn nè mà em nói chị là chị đuổi em đây chứ không có đuổi em đâu. Ủa em cũng cảm ơn chị. Ồ tự nhiên em mới chị đã cho em tới đây, em rất là hạnh phúc với mọi người. Ờ, thì em vui vẻ với mọi người thì mọi người cũng vui vẻ với em. Lần này là chị hỏi em 11 giờ mấy giờ sao em chưa về một. Em không có buồn ngủ. Ờ, thì em nói chị. Em thức tới sáng luôn. Ờ, tại vì mình con nít là mình phải ngủ sớm, tới khuya là có hại cho sức khỏe. Em nghĩ để mai có sức chơi mọi người. Miễn là có giờ là được rồi. Trời ơi, trời ơi. Vẫn không quên giờ hơn. Bẹt đi về tới thôi. Nhưng mà trời vì hồi chiều tới giờ là thấy giờ hết người với anh. Anh rất là vui. Rồi hello mọi người nha, và mong là ngày mai mọi người sẽ có mặt đông đủ, tại vì ngày mai tại quán Lan Quế Phường sẽ tổ chức một cuộc chơi giống như là ngày mà tôn vinh cho cộng đồng LGBT của chúng em, thì nhân viên xa xa em ơi lũ bữa bài. Mong là ngày mai mọi người sẽ có mặt đông đủ, tại vì 6:30 là tụi em chuẩn bị là quá thân thành hết rồi, là 7:00 là bắt đầu đón khách nha mọi người nha. Chương trình là không có bán vé gì hết. Chương trình là mong mọi người đến đây yêu thương để mà ủng hộ cá viên chiên, là ủng hộ nước, thì ngày mai tụi em sẽ có một thùng thăm. Thùng thăm nó sẽ bốc thăm trúng thưởng, thì sẽ có những phần cá viên chiên lộn xộn nè, miễn phí cho mọi người, và những món nước mới ra giống như là quy linh cao, hay là món nước mà cốc sao, hay là mấy món nước mà giống như là cái gì tiếng Anh gọi là cái gì ta, soda hay là cái gì đó, bia úp ngược rồi đó, là sẽ có mấy phần nước với phần cá viên chiên và mấy món quà hấp dẫn sẽ dành tặng cho tất cả mọi người, là bốc thăm trúng thưởng nha mọi người nha. Cuộc thi rất là công bằng luôn, và ngày mai mọi người sẽ bỏ thăm và sẽ bình chọn cho ai sẽ là người quá thân đẹp nhất và ấn tượng nhất, thì ngày mai rất là hồi hộp luôn. Mọi người có muốn đón xem ngày mai em sẽ hồi hộp quá. Ờ
rồi quốc trường rồi, rồi quốc trường ơi cưng la cái gì ấy quốc trường đội dẹp Thu Hương luôn một bên nữa mai thiệt á hả. Ừ đẹp cỡ nào đẹp cũng phải dẹp qua một bên. Từ xưa tới này khi mà top 8 mày đã lên tiếng rồi để ngày mai có ai hơn ai, chị em cây khới lẫn nhau, bài mưu hại kế hại ta, Phi Nhung với quốc trường tính hãm hại em đó mọi người. Nói chứ mọi người ơi, ngày mai là chị em sẽ súng sinh hội đồng đúng không? Đó chị em mình còn thân luôn á, chị sáng là em sáng đó, còn chị không sáng là chị sáng nhưng mặt em đó. Thế chứ mọi người ơi, vui vẻ ngày mai nhớ ra quán nha, em cũng hồi hộp nôn nao quá. Ngày mai chắc em quá thân là siêu nhân quá mọi người. Mọi người nghĩ sao? Tại vì sao khi mà mình quá thân là siêu nhân không ai thấy mặt của mình hết. Em sẽ mặc áo siêu nhân màu đen hay là màu đỏ, màu vàng gì đó. Đó em bận nguyên một đồ siêu nhân vô, hay là quá thân thành chú mèo Kitty đi. Nói chứ ngày mai mọi người muốn biết là nhân vật Gia Hân sẽ quá thân thành ai nè, Vivi sẽ quá thân thành ai, rồi Thu Phương sẽ quá thân thành ai, Phi Nhung nè, Quốc Trường nè. Ngày mai năm người đẹp tại Lan Quế Phường sẽ quá thân thành những người đẹp nào thì mọi người nhớ đón chờ vào ngày mai nha. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, bye bye mọi người. Nói chứ ngày mai là giải nhất là sẽ được gì thì mà mai mọi người sẽ biết nha. Em sẽ không công bố giải thưởng với lễ quà đâu. Đó mọi người ra ăn cái viên chi, mọi người uống nước là mọi người sẽ biết là những thùng thanh đó sẽ là những món quà gì, hay là những chai dầu thơm, hay là một chiếc xe quay, hay là một cái điện thoại 13 Pro Max đồ đó. Ngày mai mọi người hãy đến quán đón xem nha. Lại là chị quen quen quá. Em không cho anh chưa cho một lé đâu nghe. Ê! Chị, sao buồn với em? Thấy anh Thành Quốc buồn hả? Anh Khoa đội mắt kiến nhìn nó chối quá, bảy màu luôn á. Biết mắt kiến là mắt kiến nhiều anh Toàn. Mua anh nước nào? Mắt kiến 3D. Có mắt kiến đó nữa hả trời? Nghe hỏi Quân biết không? Biết chi không? Đi coi phim người ta phát á. Hỏi chị Quân biết mắt kiến này không? Nói gì chị Quân biết. Thôi để chị Quân ăn đi, ăn kỳ quá. Ta đang ăn mà. Mai mắt kiến này thấy gì? Thấy bảy màu anh, đều lắm. Thì không thấy qua luôn. Đâu phải mặt. Nhưng mà mắt kiếm 3D này để mà coi phim thôi. Ô BB đâu rồi? BB đâu rồi anh? BB á, BB chắc đi dọn dẹp rồi. BB bỏ em rồi. Sao vậy? Hồi nãy em hôn BB em vui lắm. Bây giờ cái gì vậy chị? Tưởng trời nè, anh Khoa mặc đồ hợp màu với Phi Nhung nha. Ờ, dạ. Đổi với nhau kìa. Đổi chứng thấy tổ. Phi Nhung sao? Hôm nay cảm nhận về Phi Nhung đi ta. Hôm nay là chị Phi Nhung cũng đẹp, cũng nổi, chơi màu đỏ luôn. Đó lên xe đấy, qua đèo. Chị em với nhau à? Chị em với nhau hả? Nói thì phải. Chị em cây khới mà. Cảm ơn mấy anh nha. Cảm ơn nhiều. Chúc một buổi tối vui vẻ, ngủ ngon. Cảm ơn mọi người. Good night. Dạ cảm ơn mọi người. Có ngày nào anh Khoa cũng định ra đây đứng đây là chào khách như cái suốt đời luôn hay sao? Đâu có. Kiểu lâu ra chơi thôi. Lâu lâu bữa giờ thấy ngày nào cũng ra chứ có lâu lâu. Tại có mấy anh em mới ra. Không có mấy anh ra chị. Chỗ nào vui là có anh Khoa. Bên kia người ta chào anh Khoa kìa. Dạ chào mấy anh với chị. Chúc sức khỏe. Chúc anh đừng cũng ngon. Rồi. Cảm ơn anh đã ủng hộ cho cái chuyên viên nha. Mong anh bên đây. Đâu đâu cái lệnh cho nói chuyện với bạn mà. Ôi giời. Chúc anh chị một buổi tối vui vẻ, được sức khỏe dồi dào, ngày mai là thị trường thành công tốt đẹp. Chúc anh chị ăn ngon miệng và cũng ngon. Chưa ăn 2 giờ giờ sớm rồi. Dạ. Mày làm ly không? Để thôi em dám. Đi về, anh về nha. Về nha, anh ôm được.